chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm cơ khí tự động hóa giai đoạn 2020-2030 được xây dựng với quan điểm phát huy vai trò chủ lực của ngành cơ khí tự động hóa trong toàn ngành công nghiệp thành phố. Qua đó nhằm xác định danh mục sản phẩm cơ khí tự động hóa chủ lực có khả năng cạnh tranh thay thế sản phẩm nhập khẩu, hình thành được một số doanh nghiệp cơ khí lớn mang tầm quốc tế và xây dựng chính sách khuyến khích đầu tư, chuyển giao công nghệ nhằm hiện đại hóa máy móc thiết bị và trình độ công nghệ cho các doanh nghiệp của ngành trên địa bàn thành phố. Chương trình xác định 7 nhóm giải pháp bao gồm xác định nhóm sản phẩm chủ lực, giải pháp phát triển nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại, kích cầu đầu tư, hỗ trợ công nghệ, truyền thông và mặt bằng sản xuất. Song song đó, chương trình cũng đã xác định 7 đề án cụ thể, xây dựng chiến lược, đề án chuỗi sản xuất sản phẩm phụ tùng cho sản phẩm máy nông nghiệp, ngành chế tạo máy móc, sản phẩm ô tô, kết cấu thép, cầu cảng, đường sắt, metro, thành lập trung tâm nghiên cứu kỹ thuật cao và thành lập Viện Công nghệ Cơ khí Tự động hóa Thành phố Hồ Chí Minh.